Cô mến chào tất cả các con. Ở tiết học trực tuyến hôm nay, cô và các con sẽ cùng đến với môn tiếng Việt qua bài tập đọc Chuyện ở lớp. Nào, cô mời các con mở sách tiếng Việt trang 149 nhé. Các con thân mến, mỗi ngày đi học về, chắc là các con sẽ có rất nhiều điều muốn kể cho ba mẹ mình nghe lắm, đúng không nào? Và bạn nhỏ trong bài tập đọc Chuyện ở lớp cũng vậy đấy các con ạ. Các con hãy quan sát bức tranh này xem. Bạn nhỏ trong tranh, sau một ngày đi học về, bạn đã chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Vẻ mặt thì rất là vui và hớn hở, như muốn kể cho mẹ nghe chuyện gì đó. Nào, bây giờ các con hãy nghe cô đọc bài thơ để biết xem bạn nhỏ đã kể cho mẹ mình nghe những gì ở lớp. Và đặc biệt là sau khi nghe bạn nhỏ kể, mẹ đã nói với bạn nhỏ điều gì nhé? Chuyện ở lớp. Mẹ có biết ở lớp bạn Hoa không học bài? Sáng nay cô giáo gọi, đứng dậy đỏ bừng tai. Mẹ có biết ở lớp bạn Hùng cứ trêu con, bạn Mai tay đầy mực còn bôi bẩn ra bàn. Vuốt tóc con, mẹ bảo mẹ chẳng nhớ nổi đâu. Nói mẹ nghe ở lớp con đã ngoan thế nào? Theo Tô Hà. Các con vừa nghe cô đọc bài, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Đầu tiên, cô sẽ giúp cho các con luyện đọc các từ ngữ khó của bài nhé. Các con hãy luyện đọc các từ sau: đứng dậy, đứng dậy, đỏ bừng tai, đỏ bừng tai, trêu, trêu, đầy mực, đầy mực, bôi bẩn, bôi bẩn, vuốt tóc, vuốt tóc. Các con vừa luyện đọc những từ ngữ khó. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc các câu thơ nhé. Bài tập đọc Chuyện ở lớp có 12 câu thơ. Các con đếm giúp cô nha. Chúng ta sẽ luyện đọc hai câu thơ một. Trước tiên, các con hãy đọc cho cô tựa bài và câu thơ một, câu thơ hai nhé. Chuyện ở lớp. Mẹ có biết ở lớp bạn Hoa không học bài? Tiếp theo, cô mời các con đọc cho cô câu 3 và câu 4. Sáng nay cô giáo gọi, đứng dậy đỏ bừng tai. Con đọc cho cô câu 5 và câu 6. Mẹ có biết ở lớp bạn Hùng cứ trêu con. Bây giờ con hãy đọc cho cô câu 7 và câu 8.
bạn Mai tay đầy mực còn bôi bẩn ra bàn. Con đọc cho cô câu 9 và câu 10. Vuốt tóc con, mẹ bảo mẹ chẳng nhớ nổi đâu. Con đọc cho cô câu 11 và câu 12 nhé. Nói mẹ nghe, ở lớp con đã ngoan thế nào? Theo Tô Hà. Cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc 12 dòng thơ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc từng khổ thơ nhé. Như các con đã thấy, bài tập đọc Chuyện ở lớp có 3 khổ thơ. Mỗi khổ thơ gồm có 4 câu thơ. Bây giờ con hãy đọc cho cô tên bài và khổ thơ thứ nhất nhé. Chuyện ở lớp. Mẹ có biết ở lớp bạn Hoa không học bài? Sáng nay cô giáo gọi, đứng dậy đỏ bừng tai. Tiếp theo, con hãy đọc cho cô khổ thơ thứ hai. Mẹ có biết ở lớp bạn Hùng cứ trêu con, bạn Mai tay đầy mực còn bôi bẩn ra bàn. Nào, con đọc cho cô khổ thơ thứ ba nhé. Vuốt tóc con, mẹ bảo mẹ chẳng nhớ nổi đâu. Nói mẹ nghe, ở lớp con đã ngoan thế nào? Theo Tô Hà. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau luyện đọc cả bài thơ nhé. Nào, cô mời các con hãy bấm dừng video lại để chúng ta đọc bài. Các con đã đọc bài xong. Bây giờ cô mời các con cùng nghe cô đọc cả bài một lần nữa nhé. Chuyện ở lớp. Mẹ có biết ở lớp bạn Hoa không học bài? Sáng nay cô giáo gọi, đứng dậy đỏ bừng tai. Mẹ có biết ở lớp bạn Hùng cứ trêu con, bạn Mai tay đầy mực còn bôi bẩn ra bàn. Vuốt tóc con, mẹ bảo mẹ chẳng nhớ nổi đâu. Nói mẹ nghe, ở lớp con đã ngoan thế nào? Theo Tô Hà. Cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc bài thơ Chuyện ở lớp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài thơ này nhé. Cô mời các con đọc câu hỏi 1. Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những gì về các bạn ở lớp? Các con hãy ghép đúng. Ở đây cô có các vế câu ở phía bên trái
và các vế câu ở bên tay phải. Các con hãy suy nghĩ để ghép các vế câu này sao cho tạo thành câu thích hợp nhé. Nào, cô mời các con hãy bấm dừng video lại. Các con hãy dựa vào nội dung bài đọc và nối cho cô nhé. Các con đã nối xong chưa nào? Bây giờ các con hãy kiểm tra với đáp án của cô nhé. Các con có kết quả giống cô không? À, cô gửi lời khen ngợi những bạn đã làm đúng nhé. Các bạn thật là giỏi. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đọc lại các câu đúng nhé. Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện ở lớp. Đó là bạn Hoa không học bài. Bạn Hùng trêu bạn trong lớp. Bạn Mai bôi bẩn ra bàn. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi số 2 nhé. Các con hãy cho cô biết mẹ bạn nhỏ muốn biết điều gì? Con hãy chọn cho cô ý đúng. A. Mẹ muốn biết bạn nào chưa ngoan. B. Mẹ muốn biết con ngoan thế nào. Các con hãy suy nghĩ và chọn cho cô ý đúng. Các con chọn ý nào? Cô mời các con kiểm tra với đáp án của cô nhé. A. Ý đúng ở đây là ý B đó các con. Mẹ muốn biết con ngoan thế nào. Cô khen ngợi những bạn đã làm đúng nhé. Các con ạ, bạn nhỏ kể về những việc chưa ngoan của các bạn trong lớp. Nhưng mẹ bạn chỉ muốn nghe bạn kể về mình. Kể xem ở lớp bạn ấy đã ngoan thế nào. Các con thân mến, hôm nay cô đã hướng dẫn cho các con bài tập đọc chuyện ở lớp. Cô mong rằng qua tiết học ngày hôm nay, khi các con đến lớp, các con sẽ luôn ngoan, luôn giỏi, biết vâng lời thầy cô, yêu quý bạn bè, để mỗi ngày về nhà, các con sẽ có thật nhiều câu chuyện thật là hay để kể cho ông bà, cho ba mẹ và cho người thân của mình nghe nữa nhé. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây cũng đã hết rồi. Cô mến chào tất cả các con. Cô chúc các con luôn chăm ngoan và học giỏi nhé. Cảm ơn các con đã tham dự tiết học.